quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko báo cáo, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Thật không may, nó thực sự là sẽ khó khăn hơn mùa đông trước. Người dân Ukraine đang phải chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã cảnh báo trong một tuyên bố trên truyền hình. Theo ông, có những kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng và thiết bị một hệ thống cung cấp năng lượng phi tập trung cho người dân. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này có thể là quá ít, quá muộn. Lưu ý rằng các cuộc không kích của Nga đã tác động đáng kể đến mạng lưới năng lượng của Ukraine. Ông nói, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng thiết lập các hệ thống cung cấp năng lượng tự chủ. Ông Galushchenko cho biết, đồng thời nói thêm rằng về phần mình, chúng tôi sẽ phải làm mọi cách để đảm bảo điều đó không xảy ra. Đầu tháng này, Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson đã nói với tờ Financial Times rằng công suất năng lượng của Ukraine ước tính đã giảm tới 9 GW, tương đương với một nửa lượng điện cần thiết cho mùa đông. Simson viết rằng, trong điều kiện nhiệt độ mùa đông giá lạnh, một số nơi ở Ukraine có thể trở nên không thể sống được, đồng thời tuyên bố rằng mùa đông tới có thể là thử thách khả năng phục hồi của người dân Ukraine theo cách chưa từng thấy trên lục địa của chúng ta kể từ Thế chiến thứ hai. Vào tháng 6, Vladimir Kutkritsky, người đứng đầu của Ukrainego, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia, cũng đã cảnh báo rằng sản lượng điện của Ukraine dự kiến sẽ giảm, một phần là do các công việc bảo trì cần thiết đối với nhà máy điện hạt nhân. Ông cảnh báo rằng công suất sản xuất điện sẽ không được khôi phục hoàn toàn vào mùa đông, đồng thời tuyên bố những tháng lạnh giá sẽ rất khó khăn. Ông giải thích, nếu chúng ta đang thiếu hụt, mức tiêu thụ thường ít hơn 35% so với mùa đông, thì rõ ràng là mùa đông sẽ mang đến nhiều vấn đề hơn nữa liên quan đến việc bù đắp thâm hụt năng lượng. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đây đã báo cáo có tới hơn 80% công suất năng lượng của đất nước, bao gồm các nhà máy điện, bằng than và thủy điện, đã bị hư hại hoặc phá hủy trong bối cảnh xung đột với Nga. Ông Zelensky đã yêu cầu những người ủng hộ phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của quốc gia. Nga đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu định cư ở Kherson, khiến cho quân đội Ukraine chịu thiệt hại nặng nề, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong thông báo được đăng tải trên ngày 23 tháng 8, các đơn vị thuộc cụm quân phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần các khu định cư Boki và Mylaya Konya, đồng thời cũng đã ngăn chặn các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Korenevo, Martinovka và Ruskaya Konopenka. Các lực lượng Ukraine đã mất hơn 70 quân nhân, cùng 2 xe bọc thép chiến đấu và 1 xe quân sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, cùng lúc, đơn vị trinh sát của Nga đã tiếp tục xác định và loại bỏ các nhóm quân Ukraine ẩn nấu trong những khu rừng rậm khi mà họ cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một nhóm binh sĩ của Ukraine được cho là đã bị loại bỏ gần khu định cư Kamisevka. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất khoảng 400 quân nhân, 17 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và bệ phóng MLRS, 2 khẩu súng cối. Nhìn chung, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kherson hồi đầu tháng này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hạng nặng khác, theo ước tính của Moscow. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23 tháng 8 cũng cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin và AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ, xe cứu thương. Giá trị của gói viện trợ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, gói viện trợ này có thể trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ. Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị đưa vào danh sách đen. Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt gần 400 cá nhân, công ty ở Nga và trên toàn thế giới, trong đó có con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới hôm 23 tháng 8, ngay trước ngày Quốc khánh Ukraine, thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong xung đột với Moscow. Theo Pravda, Bộ Tư lệnh Phòng quân miền Nam Ukraine cho biết, vụ tấn công xảy ra vào đêm 23 đến 24 tháng 8. Theo đó, oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình KH-22 về phía đảo Rắn. Ngoài ra, Nga còn tấn công vùng Kherson bằng bom dẫn đường trên không. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến bất kỳ hậu quả nào sau các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, lực lượng phòng không của phía nam Ukraine đã thông báo phá hủy 5 máy bay không người lái UAV của Nga, bao gồm 2 chiếc Zala, 1 chiếc Supercam, 1 chiếc Orlan 10,
và một chiếc Merlin cùng hai UAV tấn công làn xe trong ngày hôm qua. Chỉ vài ngày sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, Hải quân Nga đã giành được quyền kiểm soát đảo rắn. Tuy nhiên, tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã rút quân khỏi khu vực này. Đảo rắn hay còn gọi là Zmeiniye nằm cách cảng Odessa của Ukraine 35 km. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, án ngữ gần các tuyến đường biển dẫn đến eo biển Bosphorus và Địa Trung Hải. Thống đốc vùng Voronezh của Nga Alexander Gusev cho hay, một cuộc tấn công bằng UAV vào đêm ngày 24 đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ ở địa phương. Ông Gusev cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy một số UAV trên bầu trời Voronezh. Tuy nhiên, các mảnh vũ khí rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ tại một địa điểm giấu tên. Còn theo kênh Telegram Astra, vụ nổ xảy ra kho đạn dược ở thị trấn Ostrogozhsk của tỉnh Voronezh. Cũng theo ông Gusev, không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công của UAV Ukraine và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Ukraine từng nhiều lần nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược ở tỉnh Voronezh. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đang cạn kiệt đạn dược do chính quyền của Tổng thống Joe Biden chuyển vũ khí cho Ukraine và các nước khác. Hãng tin RT dẫn lời ông Trump phát biểu tại Bắc Carolina ngày 22 tháng 8 cho biết họ đã công bố bản báo cáo nói về tất cả các lĩnh vực dễ bị tổn thương. Chúng ta yếu ở đây, chúng ta yếu ở kia, điều đó giống như nói, chúng ta không có đạn dược. Bạn biết lý do là gì? Chúng ta đã từ bỏ tất cả chỉ vì Ukraine và nhiều nơi khác. Chúng ta đã trao mọi thứ cho họ. Theo cựu Tổng thống Mỹ, hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí và đạn dược của Mỹ đã được trao tặng miễn phí. Trước đó, các chuyên gia của Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc hội Mỹ đã công bố bản đánh giá dài 312 trang vào cuối tháng 7. Nội dung báo cáo quân đội Mỹ đang thiếu cả nguồn lực và năng lực cần thiết để tự tin có thể ngăn chặn và giành chiến thắng trong chiến đấu. Theo bản báo cáo, trong cuộc xung đột tương lai giả định với Trung Quốc, Bắc Kinh có thể có được sự hỗ trợ ít nhất là về mặt kinh tế và có thể là cả quân sự từ các quốc gia khác như Nga, Iran hoặc Triều Tiên. Các chuyên gia quân sự dự đoán, điều này sẽ khiến khả năng giành chiến thắng của Mỹ trở nên ngày càng mong manh. Báo cáo này cho hay, các cuộc tập trận công khai cho thấy, trong một số cuộc xung đột với Trung Quốc, Mỹ sẽ cạn kiệt phần lớn kho đạn dược chỉ trong 3 đến 4 tuần, thậm chí một số đạn dược quan trọng như tên lửa chống hạm chỉ đủ trong vài ngày. Ông Trump từng cam kết sẽ lật ngược tình thế và thực hiện khoản đầu tư mang tính lịch sử vào việc tái xây dựng quân đội Mỹ nếu ông tái đắc cử. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 7, ông Trump đã nhắc lại lời hứa lâu nay về việc sẽ giúp nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 tới. Trước đó vào tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ ngừng tài trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Một số người đã bị thiệt mạng hoặc bị thương trong một cuộc bạo loạn tại một cơ sở cải tạo ở khu vực Volgograd. Các tù nhân ở một nhà tù ở Nga đã bắt giữ nhiều con tin và đòi 2 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Cập nhật lúc 10 giờ tối theo giờ Hà Nội, tức 6 giờ chiều theo giờ Moscow, lực lượng an ninh Nga đã tấn công nhà tù và giải cứu tất cả 12 con tin, bao gồm 8 người gác tù và 4 tù nhân. 4 người gác tù đã thiệt mạng vì các vết thương do bị đâm dao dã man, những người khác bị thương và đã được đưa vào bệnh viện. Sự việc bắt đầu khi 4 tù nhân nổi dậy tấn công những người gác tù. Một trong số 4 kẻ nổi dậy có đeo thắt lưng mang bom. Dù chưa xác định bom này có thật hay không và chúng ở đâu ra, 4 tù nhân nổi dậy được cho là người Uzbekistan và Tajikistan. Một bị kết án vì tội giết người, 3 người khác bị tội buôn ma túy. Sự cố xảy ra trước đó trong một chuyến thăm của Ủy ban kỷ luật đến nhà tù ở khu vực Volgograd ở phía nam nước Nga. Có thể có tới 3 người thiệt mạng, theo các báo cáo trích dẫn từ các đoạn video được cho là ghi lại trong nhà tù. Video này dường như cho thấy một người đàn ông trong trang phục tù nhân cầm dao và những xác chết trong đồng phục bảo vệ nằm trên sàn đầy máu. Một cai ngục được cho là đang điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt sau khi bị thương nặng trong vụ xung đột. Các kẻ phạm tội đã yêu cầu một khoản tiền chuộc trị giá 2 triệu đô la Mỹ và một trực thăng để trốn thoát khỏi cơ sở này, đổi lại mạng sống của các con tin còn lại. Thống đốc Andrei Bocharov xác nhận 4 nhân viên nhà tù đã phải nhập viện sau cuộc tấn công. Các nhân viên y tế và khu vực sẵn sàng để ứng phó với các trường hợp thương vong thêm, bao gồm cả việc vận chuyển bệnh nhân bằng máy bay nếu cần thiết. Theo thông báo của quan chức này, một cuộc giải cứu con tin đang được chuẩn bị. Các quan chức cho biết, theo các báo cáo truyền thông, 3 hoặc 4 tù nhân dường như đang giữ con tin. Nhà tù nằm gần thị trấn Surovikino, cách Moscow khoảng 850 km về phía nam. Ở đây giam giữ các tù nhân nam và có sức chứa hơn 1.200 người. Các báo cáo truyền thông chưa xác minh cho biết, một trong các kẻ bắt cóc, con tin đã bị kết án vì tội phạm khủng bố và hắn đã cùng nhóm của mình đã tuyên truyền trung thành với nhà nước Hồi giáo IS, trước đây là ISIS. Tháng trước,
một cuộc khủng hoảng con tin liên quan đến những người tự xưng là ủng hộ IS đã xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Rostov-on-Don, phía nam của nước Nga. Các kẻ phạm tội đã bị lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt trong một cuộc giải cứu. Ukraine để lộ chiến lược tấn công giữa lúc chịu tổn thất nặng nề về cả nhân lực và vật lực ở tỉnh biên giới Kursk của Nga. Theo hãng thông tấn TASS, Thiếu tướng Avdi Alodinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat cho biết lực lượng Nga nắm rõ chiến lược tấn công của quân đội Ukraine ở Kursk. Ông nói với kênh truyền hình Nga rằng, theo như tôi thấy, Ukraine đang tập hợp lực lượng vì họ nhận ra rằng không thể tiến lên từ vị trí hiện tại. Ông nghĩ rằng họ sẽ sớm thực hiện một cuộc tấn công ở khu vực khác để có thể tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn vào Kursk. Ông Alodinov chia sẻ, hiện Nga đã xác định được hai khu vực mà nước này tin rằng có khả năng xảy ra cuộc tấn công mới của Ukraine, nhưng từ chối nêu chi tiết cụ thể. Các chiến binh thuộc đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat đang chuẩn bị ứng phó với các hoạt động tấn công có thể xảy ra từ phía Ukraine. Kể từ khi phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk, Ukraine liên tục tuyên bố đạt được bước tiến. Trong khi đó, Nga không bình luận về những tuyên bố này mà thường xuyên đưa ra những thống kê về tổn thất của đối phương ở lãnh thổ nước này. Ngày 21 tháng 8, các đơn vị của nhóm tác chiến phương Bắc được hỗ trợ bởi lực lượng không quân và pháo binh của quân đội đã ngăn chặn các nỗ lực của nhóm tấn công Ukraine nhắm vào khu định cư Komarovka, Korenevo, Malaya, Konya, Varuskaya, Konopenka. Các cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào các nhóm quân và trang thiết bị của lực lượng Ukraine ở các khu vực Panasovka, Bovki, Vishniyovka, Kosita, Zinniklin, Snagos, Svedlikovo và Kazachia Kognia. Không quân Nga tiếp tục tấn công các khu vực tập kết quân nhân và thiết bị quân sự lực lượng dự bị Ukraine ở các khu vực Belopolye, Boyaro, Lezachi, Klukov, Krasnopolye, Noyeviki, Pokrovka, Pisarevka, Mogrisa và Yunakovka thuộc tỉnh Sumy. Trong ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thống kê lực lượng Ukraine mất tới hơn 300 chiến sĩ và 26 xe bọc thép, trong đó có 6 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân, 17 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 xe cơ giới, 4 đơn vị pháo binh và 2 hệ thống MLRS. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu ở Kursk, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 4.400 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép, 133 xe cơ giới, 31 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 9 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 3 hệ thống HIMA và 1 hệ thống MLRS, 6 trạm tác chiến điện tử, 4 thiết bị quân sự, bao gồm 2 xe dọn chứa ngại vật và 1 đơn vị giả phá mìn UR-77.